đã bay 33 năm. Hết hồn. Rồi, các anh chị nha, thấy nè, chú cũng là gì? Chú cũng bị liệt bên tay phải, không, tổn thương bán cầu não trái. Cho nên nói tới 3 năm cái chú lặp lại thêm lần nữa. Nhà hú hồn. Rồi, 3 năm ha. À, mà chú bị tai biến lần mấy rồi? Lần 1. À, mới có 1 lần hả? À, ở đây chú với cô cũng mới có 1 lần không? Chưa có ai bị tai biến lại lần 2. Rồi, thế thì bây giờ chú mà sao chú bị cái tai biến? À, đang ngồi ăn hay ngồi ngủ? Đang nằm coi tivi buổi tối. À, đang nằm coi tivi gì cái tự nhiên có. Mình thấy mình có cái mình nói dặn nhà rồi dậy đó rồi trong từ mình thì bị luôn. À, từ bị luôn. Bây giờ chú thử giơ cái tay mà bên liệt cái chú giơ hết cỡ cho con coi coi. Giờ ai chú này còn đỡ hơn chú ha. Lên được lên tới đó. Rồi, còn có thể đưa hai ngón ra làm đẹp nữa. Rồi, bây giờ chú thử đứng lên giùm con coi. Rồi, bây giờ chú thử đi rồi nhấc chân cao hết cỡ lên. Nhấc vừa đi vừa nhấc chân cao hết cỡ lên. Nhấc lên hết cỡ. Rồi, từ. Đó, các anh chị thấy là bị cứng gối ha. Chân không có nhấc cao được. Rồi, chú cứ đi tới đi, chú đi tới. Rồi, cái bàn chân là bị khèo vào bên trong. Ngược lại với cô này là bàn chân bị tẻ ra ngoài ha. Lát nữa mình chỉnh khớp háng hai người. Rồi, bây giờ chú quay lại. À, các anh chị thấy chú này quay lại cũng rất là nhiều bước ha. Rồi. Hả? Các anh chị trước khi mà làm thì lúc nào chúng ta phải quay phim mà quan sát lại để chúng ta so sánh giữa trước và sau khi làm. Cũng giống như các anh chị phải hỏi kỹ người ta bị sao, bị như thế nào, bị trong hoàn cảnh nào, bị lần mấy ha. Rồi. Rồi, bây giờ là bắt đầu là chúng ta là gì? Cứ tôi yêu cầu là cứ mỗi người như thế này, chúng ta 4 người làm cho một người. Rồi. Bây giờ các học viên vừa mới hoàn thành khóa học thập chỉ liên tâm chi sâu, chúng ta đứng lên. À. Rồi đứng lên. Học xong phải làm, có gì đâu. Lớp căn bản cũng vô luôn. Tại vì bây giờ chúng ta bước đầu tiên là các anh chị sẽ làm gì? Khai thông. Và bắt đầu là gì? Bơm máu. Rồi. Đây là toàn bộ là các học viên gì mới có học một tuần ha. Các anh chị sẽ bắt đầu làm. Rồi, Phan, trước khi làm, đầu tiên các anh chị làm gì trước? Kiểm tra động mạch cảnh trước. Nhớ là tôi kiểm tra trước cái động mạch cảnh của người bệnh các anh chị để coi. Khi các anh chị kiểm tra, các anh chị thấy đối với những người bị tai biến sẽ có một bên đập yếu hơn. À, rồi, ai? Lãnh chú này. Đó. Rồi, người cuối cùng. Ai? Cô. À. Cô giáo. Đầu bạc nhưng mà là gì? Tinh thần vẫn mãi tươi xanh. Khoan cô, khai thông, kiểm tra động mạch cảnh đã. Dạ đúng rồi. Rồi, cô vô luôn. Hôm nay là cái ngày mà kiểm tra tay nghề đó nha. À, các anh chị thấy chú này là mặt còn hơi bị méo chút xíu nữa. Nhưng mà đồ mày cạnh là có cạnh, có hai bên. Rồi, các anh chị kiểm tra động mạch cảnh chưa? Sau khi kiểm tra động mạch cảnh rồi thì bắt đầu là gì? Các anh chị khai thông và bơm máu. Rồi, cô này thấy động mạch cảnh sao? Động mạch cảnh bên này khỏe, bên này yếu. À, bên này yếu không? Bên này yếu, bên trái yếu lắm. Con động mạch cảnh yếu của chú này sao? Bên phải bên bị là yếu. À, bên phải yếu, bên trái mạnh.
Ok. Đại đỡ hơn, không mạnh. Rồi, con chú này động mạch chảnh sao? Bên phải yếu, bên trái mạnh. Bên phải yếu, bên trái mạnh ha. Rồi, sau khi kiểm tra được rồi thì bắt đầu các anh chị khai thông và bơm máu. Bắt đầu các anh chị hai người bơm máu tay đi, hai người bắt đầu khai thông tay và bơm máu ở tay luôn. Ra chiến trường mà hả bỏ quên dụng cụ ở nhà. Cứ ngồi như này làm luôn. Dạ vâng. Làm chân luôn. Làm chân luôn. Rồi còn hai đồng chí này làm chân đi chứ. Khai thông chân luôn. Hai người khai thông tay, hai người khai thông chân. Chúng ta lưu thông máu huyết ở tay và chân luôn. Khóa hộ khẩu. Rồi. Chú là sung sướng nha. Tới 4 người làm. Cô là 3 người làm. À, chú cuối cùng cũng 3 người làm. Mà chú này sung sướng nhất là tới 3 nữ làm là. Chỉ như đó thôi là thấy máu chảy đầy hết rồi. Rồi bây giờ các anh chị nhìn kỹ ha, cái mặt của chú ha. Đó, một bên là ví dụ các anh chị nhìn ví dụ như bên phải à, không, thường mình cứ nghĩ là bên cái cô chú thử lè lưỡi ra coi. Lè lưỡi ra, các anh chị thấy cái lưỡi là qua bên nào? Bên trái. Lê dài vậy chú. À, các chị thấy là sang bên nào? Bên trái. Không, thật ra bên phải nhiều. Chú nhắm mắt lại thử. Các chị thấy là mắt bị giật không? Dạ. À, rồi, chú chu miệng ra thổi. Chu miệng ra. Chu. Rồi, ok. Thì các anh chị sẽ thấy có một bên mặt của chú là gì? Hơi bị lệch. Và cái đó các anh chị nhìn kỹ nó bên nào? Là bên phải chứ không phải là bên trái nha. Cái bên trái với cái... Đúng rồi. À, cái bên phải chứ anh chị sẽ thấy là mặt bên phải chú hơi bị đơ. À, rồi. Bây giờ mình sẽ làm bài liệt mặt. À, đầu tiên là các anh chị khóa trên đỉnh đầu. Xong sau đó là dây ở trên nửa cái bên mặt ha, dây luôn hai bên cho tôi. Kế đến là bật ở góc dây thần kinh tâm thoa. Từ giá tay đi ngang qua đụng vô cái tóc mai nè. Ở đây nó có ngay điểm hõm ha. Thì các anh chị có thể cho bệnh nhân há miệng ra, ngậm miệng lại. Thì nó ngay cái chỗ dao đó là đúng chỗ đó. Các anh chị dây mạnh ở đây từ 5 đến 10 cái. Kế tiếp là gì? Các anh chị chỉnh lại cái lưỡi tay chút bằng cách là gì? Thò tay vào đây ha. Mình dây ngay cái phần cuốn lưỡi. Cuối cùng là các anh chị bật ngay cái dây thần kinh giang sườn 90 ngay chỗ này. Rồi, ai là đồng chí nào nhận lãnh vô. À, đầu tiên là dây mặt. Đây đây. À. Cườm tay. Đúng rồi, dùng cái cườm tay nó sẽ dễ dàng hơn. Làm luôn cả hai bên nha. Để cho máu lưu thông hết luôn. À, các anh chị thấy máu huyết rồi lên hết.
Rồi, tôi chỉ cho anh chị một cách nhìn ha. Các anh chị thấy ở đây nó có cái những cái tĩnh mạch ở đây không? Tĩnh mạch ở trên đầu nè, hai bên nè. Thì các anh chị thấy á, cái bên rồi chú cứ thả lỏng ra ha. Các anh chị vuốt mấy cái tĩnh mạch này đi ha. Thường á, các anh chị thấy cái bên nào mà các anh chị vuốt cái tĩnh mạch á mà nó hồi lại, có nghĩa khi chúng ta vuốt á là cái máu ở tĩnh mạch này là gì, nó sẽ xẹp ha, nó sẽ xẹp. Nhưng mà có những cái người á mà máu huyết đầy đủ, ví dụ các anh chị thấy ở bên này nè, tôi vuốt con cái là nó lặn luôn, rất là lâu nó mới nổi lên lại. Còn trong khi đó bên này là gì, tôi vuốt con cái là gì, nó nổi lên liền, vuốt cái nổi lên liền, thì là biết, các anh chị biết bên này là máu huyết nó không có lưu thông. Thì mình bơm máu làm sao cho cái này nó nổi lên, thì bà Lịch mới dặn đó là gọi là cái ven nó lên là vì vậy. Khi mà cái ven nó lên, như là máu huyết nó lên đây đầy đủ, thì khi đó là gì, bệnh nhân sẽ dễ hồi phục hơn. Rồi, làm tiếp đi. À, các anh chị thấy là mặt bắt đầu là hồng hào lên ha. Giống như là được thay tế bào chết, do làm xong này tự nhiên trẻ đi 10 tuổi chết rồi không biết về, rồi con có nhận ra không nữa. Có phút cũng thấy cái này có kết hợp mất từ mỗi số không? Nên này là nhiều chút cái đó. Rồi. À, đứng qua đây cho nó đẹp. Đó. Cái view nó đẹp hơn. Không phải, cho nó thẳng người lên. Thẳng lên, xúc lên chút. Đó, thấy không? Tự nhiên người mình thẳng lên liền. Đó, chú là được đó. Con đều là nữ thần y đẹp nhất bên con rồi quá rồi đó. Hoa hoa hậu đấy. Dạ. Giỏi nhất. Đây là nữ thần y cơm chan canh. Rồi, bắt đầu mình bật góc dây thần kinh tâm thoa. Tìm cho tôi cái điểm góc dây thần kinh tâm thoa. Nó là giao giữa gì, mỗi lần bật một bên thôi. Giao giữa gì, từ cái giấy tai đi ngang qua, đụng dưới cái tóc mai, có cái chỗ hõm. Rồi, coi chừng cái móng tay ha, mình dùng cái, mình giữ đây. Giữ đây, dây ra. 5-10 cái. Dây mạnh lên chút nữa. Rồi, qua bên kia. Cũng là chủ yếu bên này. Đây. Đây. Các anh chị phải bật như thế này. À, các anh chị phải giữ nè. Chị vậy. À, không có cách. Thấy không? Các anh chị thấy bật một cái là gần nổi lên hết rồi. À, chú thấy như sao chú? À. Có cảm giác ê hết nửa mặt không? Không. Nó có cảm giác tê không? Không. Có đau không? Không. Rồi, trường hợp này anh chị nghe là thấy là lâu rồi đó. Chứ thường còn mà bật có cái là phải ê liền ha. Thì mình phải kích mỗi ngày cho cái dây thần kinh hoạt động lại. Thường chú có bị chảy nước miếng hay gì không à? Bên đây nè. Nó hay chảy nước miếng đúng không? Không đâu, không nhiều nhắm đâu nhưng mà có. À, lâu lâu có không? Rồi, bắt đầu là gì? À, dây cái cuốn lưỡi cho chú đi. Rồi, mình dùng gì dễ hơn nè. Đúng rồi, móc ra. Đúng rồi. Rồi, chú lè lưỡi ra. Lè lưỡi ra, rồi. Thả lỏng ra. Anh chị thấy không? Bấm con cái lưỡi nó rút vô lại. À. Này bao nhiêu cả? Rồi, vậy đủ rồi. Cuối cùng cho bấm ra. Bấm vào bên hông xuống. Rồi bấm đi. Hai bên một lúc thôi bên. Rồi, một bên từng bên thôi. Cô bấm đúng chỗ không? Chưa đúng, lên chút. Lên chút. Ngay cuối cái gian sườn đó. Đó, đúng rồi đó. Rồi, bên kia. Vẫn còn e thẹn quá.
Đó, bấm mà sao cho chú mở mắt dậy luôn là được á. Chưa thấy mà bấm mà chú. À, ngay chỗ này mà. Chú có cảm giác gì chú? Thấy bình thường, thấy không có đau. Không có đau nhiều đúng không? Rồi ok. À, rồi bây giờ bơm máu phía sau đầu cho chú. Bơm máu phía sau đầu. Rồi với lại dây cái bó thần kinh sau tai. Lẫn cái gì cái hành tủy. Ha. Rồi. Sau khi làm xong bơm máu phía sau đầu với lại dây bó thần kinh sau tai, nhấn cái hành tủy thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái động mạch cảnh cho chú, coi nó có đều lại chưa. Rồi bắt đầu làm đi. Rồi. Bơm máu như sao, chặt banh vào nách. Đó vậy thì sao? Ủa nó giật. Đó. Rồi. Cái miệng nãy méo ở đây nè, giờ bơm này lên nó hết bớt méo rồi. À, ok. Rồi, bật chưa? Đúng rồi. Đúng điểm rồi. À, trong khi mà dây mặt cho chú này thì ở đây là tổng cộng tới 4 người bơm máu ha, giờ chú bơm thấy dữ chưa. Bơm máu này gọi là kỹ thuật bơm máu phía sau ha. Chúng ta sẽ khóa nắp lại, chúng ta đẩy cái vai sau lên, khóa đầu, rồi chúng ta đẩy máu phía sau, xong sau đó là gì, ấn bó dây thần kinh sau tai với lại ấn hành tủy. Còn bên đây chân xong hết chưa? Chân xong rồi. Rồi bơm máu chân cho chú đầy đủ hết chưa? Rồi ha. Bây giờ đang làm trên đầu. Ok. Rồi. Son hồng, cái son hồng. Son hồng ơi. Đúng rồi, để gì dễ hơn. Đánh sen di động. Đúng rồi. Vuốt lên. Rồi. Kêu chú lè lưỡi ra thử. Rồi, thả lỏng ra chút. Rồi, đầu dây đi. Hơi xa đó. Rồi, để cho anh làm thử. Rồi, đúng rồi. Hơi nhẹ anh, móc sâu vô một chút. Rồi, kêu chú lè lưỡi ra thả lỏng ra. Thả lỏng. Thì chú không đến nổi đâu. Có điều có một cái là ban đêm chú đừng lẹ nữa. Rồi, vàng bên đây làm tới đâu rồi? Làm tốt lắm. Ồ, làm tốt hả? Máu mà đẩy thế này thì kinh hoàng rồi. Thế rồi. Coi như mạch một bên 9, một bên 10 rồi. Một bên 9, một bên 10 luôn. Còn bữa đầu tiên thì bên này có, bên này không có tí nào. À, đang nói về cái động mạch cảnh nè. Ủa rồi. Thế giờ sau khi mà làm xong kiểm tra cái động mạch cảnh lại, cô thấy sao? Thì tôi thấy hình như một bên 9, một bên 10. Nó cân. À, bắt đầu nó cân lại. Bà kêu là thoải mái lắm. Dạ. Ừ. Rồi. Cái tay của cô đâu? Rồi. Bây giờ cô khoan. Bây giờ làm phần vai trước, vai, khuỷu, rồi tới mới tới cổ tay. Là luôn luôn làm phần vai trước, rồi tới phần khuỷu, rồi tới phần cổ tay. Phần vai thì đầu tiên bơm máu ra, ra vai. Một cái đầu. À, một cái để chúng ta kẹp cái banh ở đây. Đúng đúng. Rồi, xong sau đó chúng ta khóa ở phần vai. Là khóa ở phần vai, rồi chúng ta đẩy máu ra, ra vai. Đúng rồi. Đó, chúng ta đẩy máu ra vai, xong chúng ta nhấc tay cô lên, chúng ta bật ba cái phần gân, gân trước, gân quay trước, gân quay sau và gân quay trên. Đấy. Cái hay con gái là gì? Mình làm cái bên bị liệt thôi, bên đây không có bị liệt, làm gì. Bên đây liệt. Hả? Lộn bên rồi cô. Không, bật bên bị liệt thôi. Cái lúc mà học nó khác nha. Lúc học là mình phải thực hành cả hai bên. Mình phải nâng tay người ta lên. Đây, mình nâng cái tay người ta lên.
xong sau đó là gì, mình để cái ngón ngay dưới đây nè. Các vị sẽ thấy ở đây cái sợi gân ở đây rất là cứng đó, dây nhẹ nhàng thôi, ở đâu có cái gì mạnh đâu đúng không con? À đâu đó. Thì xong sau đó gì, chúng ta dây phía sau đâu ở người dáng chịu à, rồi chúng ta dây ở phía trên à, ta dây ba bên thế này. Rồi bây giờ cô thử giơ cái tay lên trở lại coi. Cô giơ tay này, chị lên đây. Cao được rồi. Quá. Thẳng lên luôn coi. Thẳng lên. Thẳng cao lên. Rồi. Rồi. Thấy cái cô có thấy nó còn bị vướng không? Nó vẫn còn vướng không? FP đó. FP. Ok. Kế tiếp là phần khuỷu, nhưng mà do tay của cô khá là thẳng ha. Cô không có bị cái phần khuỷu. Thì thẳng thì tốt hay là tốt. Tốt. Rồi cái tay của cô cũng ok, không có bị co quắp hay là bị mềm duỗi. Cô nắm tay lại coi, nắm hết cả, mở ra. Quá đẹp. Ngon lành. Tay này là đi chợ nắm tiền có bao giờ rớt đâu. Biết rồi, nhưng mà cái sao cái chân bên này nó cứ nặng mà nó tê. Bây giờ là tay không bị gì đúng không? Chỉ có bị chân thôi. Tay cũng bị nhưng mà nó nhẹ hơn. Rồi, chú bây giờ là chú mới bật ngũ bội tâm tinh tay cho cô nè. Rồi. Rồi, đúng rồi đi, bật mũ bội tâm tinh tay. Rồi, kiểm tra tới cái vàng bên đây. Rồi, giờ đang là tới cái kỹ thuật mà ấn cái hành tủy. Rồi, mình hơi ngửa đầu người ta lên, đó, ấn vô. Ấn. Để 1, 2, 3, 4, 5 nhé. 1, 2, 4, 5 nhé. Rồi, lại tiếp tục qua ca bên đây. Bên đây là tới đâu rồi? Bên hành tủy xong rồi. Rồi, nhớ nè, khi mà làm tay cho người bệnh luôn luôn làm vai trước, làm phần vai trước, rồi tới phần khuỷu tay và tới phần cổ tay. Rồi, các anh chị đến đây chút xíu. Rồi, ai mà đang không làm đến đây tôi chỉ một chút xíu trường hợp này. Đây là trường hợp các anh chị sẽ thấy tôi hay nói trong lớp, đó là trường hợp gì? Sệ vai. Rồi, các anh chị kéo tay anh đây lên. Rồi, các anh chị thấy nè, cái vai bên đây rất là đầy đặn ha. Nhưng mà vai bên đây nè, các anh chị sờ nó sẽ bị hõm vào một đoạn. Các anh chị thấy không? Nó hõm một đoạn luôn nè. Đây chính là cái trường hợp mà sệ vai mà tôi hay nói. À, thế thì trong trường hợp này thì đầu tiên là các anh chị cho bóng vào trong kẹp ở bên nách. Rồi, phá lại. Rồi, sau đó mình bơm máu từ cái tay ha. Các anh chị thấy mấy cái tĩnh mạch này, chúng ta bơm máu lên trên phần vai. Sau đó các anh chị bơm máu ở vai trước, các anh chị bơm máu ở vai sau. Kế đến là nâng tay người ta lên, chỉnh gân cơ trước, gân cơ trên và gân cơ sau. Sau khi chỉnh xong thì phải kêu người bệnh mua cái gì? Cái đai, đúng rồi, mua một cái đai mà đeo tay để đeo, để giữ nó lại cho cái khớp xương này nó vào. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho các anh chị chỉnh cái khớp xương này vào khớp ha, bằng cách mà đẩy cái gân cơ dị đầu và, nhưng mà bắt buộc là vẫn phải đeo cái đai, không có cái đai sẽ không hồi phục được. Đúng rồi, khóa hộ khẩu vô. Các anh chị đeo quá, những trường hợp á, tôi có một trường hợp các anh chị thấy không, khi làm bắt đầu đầy lên lại nè đó, là mình đẩy cái khớp xương lên chứ không có gì hết á, chứ không phải chị đẩy cái thịt nó dồn lên con cái nó hết đâu nha, trên đời này không có chuyện như vậy. Nhưng mà khi các anh chị bơm máu vào cái phần mà bị đau á, từ từ cái cơ nó sẽ được sinh ra, rồi gân cơ nó sinh ra, bắt đầu nó mới giữ được cái khớp xương này, nó không cho rơi xuống à. Rồi, bơm máu phía trước chưa? Khóa bóng. Rồi khóa vai. Sau đó là đẩy máu từ phía vai trước. Đẩy lên. Đúng rồi. Rồi đẩy cái cô đẩy vai sau đi. Đẩy bơm rồi mà. Đúng rồi. Đẩy có bơm. À bơm rồi ha. Rồi bơm rồi thì chúng ta bỏ cái banh ra. Rồi, sau đó nâng tay bệnh nhân lên. Rồi, các anh chị nhìn ha, sau khi nâng tay bệnh nhân á, thì các anh chị ở đây nè, cái gân cơ con chuột nè, mình dùng hai cái ngón cái, mình để một cái ngón ở đây, một ngón ở đây ha. Rồi các anh chị gì, đẩy vô, đẩy máu vô ha. Đó, các anh chị thấy nó vô nè, nhưng mà cái này á, thấy đầy liền không? Và tại vì cái gì đâu, nó vô được khớp, cái nó giữ. Nhưng lúc này các anh chị phải làm sao? Cho người ta về đeo cái đai.
để làm cho giữ được cái tay này nó mới không bị rớt xuống. Chứ cái anh chị mà buông ra cái nó rớt xuống lại cũng vậy à. Cho nên về chú phải mua cái đai á đeo ở tay. Rồi chú thử duỗi thẳng tay chú ra coi được không? Chú đưa tay thẳng ra. Ha. Các anh chị thấy cái tay của chú đưa ra thẳng không được, nó vẫn cong. Thì như tôi nói là gì, trong lớp ở cái phần khuỷu tay nó là do cái sợi gân cơ nhị đầu. Cái gì sờ thử coi, nó cứ ngắt ở đây nè. Chính cái chỗ này là cái chỗ nó làm cho cái tay bị rút lại. Chỗ này nè. Vậy thấy không? Rồi, thế chuyện đầu tiên chúng ta cần làm là gì? Bơm máu ra, chưa? Bơm máu ra khuỷu tay, khóa hộ khẩu, khóa cái gì? Con chuột bóp ở đây, xong sau đó mình bơm máu ra. Kế tiếp là sử dụng kỹ thuật là gì? Thông máu, khóa trên, đẩy dưới từ 5 đến 10 cái, xong bỏ tay ra để tiếp tục đẩy. Rồi, ai làm? À đúng rồi, có một người khóa cho chú đi, cô khóa cho chú đi. Rồi, vuốt lên, vuốt mạnh lên. Rồi, rồi bỏ ra. Bỏ ra, rồi. Đúng rồi, khóa hộ khẩu chú. Khóa hộ khẩu tay, đúng rồi. Rồi, vuốt lên đi. Rồi, vuốt khoảng 5 đến 10 cái để bỏ ra. Mình cứ canh 5 đến 10 cái. Rồi, để khóa lại. Mục tiêu là làm gì? Khóa lại đi. Khóa lại. Rồi, mục tiêu khi mà chúng ta khóa ở đây á, chúng ta ngăn cho máu động mạch không có xuống, thì lúc này dưới cái áp lực của tim là gì? Nó phải rút máu từ tĩnh mạch về. Thì lúc này máu không có đường gì, không có đường đi, thì nó sẽ đi những cái đường mà nó không bị chặn. Mình đẩy là mình đẩy ở phía ngoài nha. Ở đây nó chặn rồi. Thì chúng ta đẩy ở phía ngoài nó đi theo cái gì? Đường khuỷu tay nó đi lên. Thì khi mà đi lên như vậy rồi á, 5 tới 10 cái thì mình lại tiếp tục bỏ ra. Thì khi bỏ ra máu mới nó lại gì? Nó lại xuống. Thì lúc này là gì? Chúng ta lại đẩy cho cái máu mới nó vào cái phần khuỷu tay. Chặt đằng trước đẩy đằng sau. Rồi, kỹ thuật này còn được biết đến tên là kỹ thuật là thông cống à. Rồi, sau khi mà xong rồi thì bắt đầu thấy cái tay ở đầu người ta mềm ra ha. Nó không có bị áp lực nữa. Thì lúc này chúng ta bắt đầu là gì? Dây cái phần này. Vừa dây để ngón cái vô, đúng rồi. Dây ngang qua, vừa dây vừa gì? Vừa duỗi tay người ta ra. Đó, đúng rồi. Đó. Nào, tay bắt đầu thẳng lên. Rồi. Đó, các anh chị cứ dây nè. Cái học đựng dây gì hơi bạo lực lắm. Mình để cái ngón tay nè. Dây nhẹ vậy thôi nè. Thấy không? Các anh chị thấy tay thẳng rồi chưa? Tay từ nó giãn ra thẳng ra liền có gì đâu. Thấy không? Mà tôi có dùng sức mấy đâu. Tay cầm máy quay dùng con ngón một. Thấy không? Kế tiếp là bật cái gì? Gân cơ tay quay ngay chỗ này. Ha, bật ngang qua. Vừa bật vừa duỗi, duỗi tay người ta ra. Đó. Thấy không? Các anh chị thấy không hề dùng rất không dùng nhiều lực, dùng ít lực thôi là chỉnh được cái tay. Thì thật ra trên thực tế nó không có số lượng đâu, cái gì cứ canh chừng nào tay ta thẳng thôi chứ. Đó, ngon lắm. Ngon làm canh đau. Ở cái tay của bắt đầu tới phần cổ tay, cái tay mình nắm vô được không ạ? Nắm tay lại. Nắm. Mở ra. Ha, cái ngón này thì vẫn còn hơi đơ nhưng mà chú vẫn còn đỡ, vẫn còn mở ra được. Ha, ngón cái hơi cứng. Rồi nắm lại. Rồi, thả lỏng ra. Ha. Các anh chị thấy ngay cái ngón này bấm con cái bung ra liền. Đó, ví dụ mà gặp những cái người mà tay bị co quắp á, các anh chị chọn ngay cái ngón gân cơ ngón trỏ này nè. Đó, các anh chị chú nắm tay lại, nắm lại ha. Rồi các anh chị ngay cái chỗ này các anh chị dây ha. Dây, rồi chú thả lỏng tay ra. Không đừng gồng. Thì ngay lập tức là gì? Tay người ta sẽ bung ra liền. Khi người tay người ta bung ra rồi thì các anh chị phải làm mềm hết cái gân bàn tay ha. Nó co là do gì mấy cái gân tay này nè. Các anh chị thấy cái gân của chú nè, nổi rất là nhiều ha. Rồi mình làm mềm giữa lòng bàn tay nè. Rồi mình làm mềm luôn mấy cái đường gân này ha. Mình làm mềm hết. Rồi xong sau đó các anh chị bật ngũ bội và tam tinh tay của chú, là ngay lập tức là tay sẽ thẳng ra. Rồi. Qua trường hợp khác. Cô sao rồi? Đã xong rồi đó. Chưa xong. Làm sao mà xong nhanh thế được. Rồi.
Bây giờ ai bật chân cô? Chân cô sao rồi? Để bật ngũ bội cho. Ai có ai bật ngũ bội tâm tinh cho cô? Ai có ai làm chân cho cô chưa? Tôi làm hai cái chân rồi. Làm hai chân rồi. Mà sao thấy tỉnh bơ hả? Rồi khoan từ từ, ngũ bội tâm tinh cầm giùm tôi. Tôi làm trường hợp này. Cầm này. Đúng rồi. Rồi. Cô ngồi đi để làm ngũ bội tâm tinh cho cô. Rồi. Cô ngồi sát vô. Đây, bây giờ cô vẫn còn khỏe. Thôi, cô lên đây mời cô thượng tọa. Lên đây. Cô ngồi đây đừng có chậm. Không, khi mà ngồi cái chân nó phải phải thõng ra, bóng nó mới cái hiệu quả. Đúng rồi, cái chân nó phải thòng ra. Không phải ai cũng mời được lên đây đâu cô. Tôi ở bàn này hả? Dạ vâng ạ. Cô cứ ngồi lên, đây ông bà ngồi hộp con. Ok. Cô rất là khỏe ha, tự ngồi được không sao hết. Nó khỏe lắm, bây giờ làm sao mà cái bên này nó không có tê, cái nặng này bên đi nó cứ xịt. Bây giờ nó đang tê nặng đúng không? Rồi. Bây giờ làm cho nó hết tê nặng đúng không? Vâng. Rồi, okay. Nó nhẹ nhàng. Rồi, giữ cho tôi. À, rồi, rồi qua anh đây quay. Qua anh đây. Thôi ta chơi mình chỗ nghề. Dân bên nào cô bị đang tê nặng đúng không? Rồi. Tê với nặng lắm. Tê với nặng lắm. Tê nặng là tệ đúng không? Tê nặng là tệ đúng rồi. Tê nặng tệ. Chân cô vẫn còn cân lắm nha. Không đến nổi với đâu. Cô là... Rồi. Ủa rồi. À đầu tiên anh chị kiểm tra gân cơ ha. À các anh chị nhìn ha, cái gân cơ bên đây tiếp quay vô đây nè. Cái gân cơ của mình cô thả lỏng ra, cô cứ thả lỏng chân ra. Không, cái gân cơ bên đây thấy ngon lành không? Vẫn động tốt ha. Còn gân cơ bên này các anh chị thấy nó cứng. À nó cứng. Đúng không? Trong cái hay nó cứng nó nổi lên, hay nó cứng cái này cứ cầm thế này, cái này nó lên cơ kiết ở đàng hoàng, còn cơ đây anh chị thấy không, cái này nó cơ cứng nhắc à, thì các anh chị làm sao cho tại sao mà cô bị tê tạng là tại vì gân cơ nó cứng, máu nó không xuống, oxy nó không có thì nó tê nặng hơn có gì đâu, không? Bây giờ mình sẽ bật ngũ bội tâm tinh, thì cho anh chị cho ngồi cao lên, thả lỏng lên, hả? Đó. Chưa bấm, chưa làm gì cả. Ở đâu á? Chịu đau mới được. Đây. Đau mới hết được. Quay là đau lắm. Rồi. À, lâu lâu quay biểu cảm của cô một cái. Thôi quay mặt nhanh nhưng mà khỉnh. À. À. Thôi ngược rồi, ngược rồi. Tự nhiên quay. Rồi. 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 À, bấm ngũ bội. Thấy không? Không sáng đâu đây. À. Đấy, cô cứ suy suy thế. Đâu? Đâu? Cái anh chị bật ngũ bội ha. Chị nhìn. Trong 5 ngón cô thấy cái ngón nào nó đau nhiều nhất? Ngón nào cũng đau? Ngón đó đấy ạ. Ngón giữa. Cô có bị đau khớp gối không? Có đau khớp gối đúng không? À thấy không? Các anh chị cứ thấy à, thường là người đau ngón giữa là người ta hay bị đau khớp gối lắm. Ừ. Cô có bị viêm đa khớp dạng thấp không? Ôi giời sao bệnh nào họ tới cũng có thế. Cửa hàng phân phối sỉ và lẻ có loại bệnh à? Không à, tiếng chắc đứng lên chút xíu cho ta thấy toàn cảnh ha. Rồi. Mới có bật xong cái ngũ bội ha. Bây giờ mình qua cái tâm tinh. Ui dồi, cho nên tôi mới nói á, các chị quan trọng nhất là cái tư thế. Các chị phải ngồi làm sao cho người ta đá không có tới nha, cái này quan trọng lắm, ngồi xa xa. Ai dù đâu có tiền. Nó bình tĩnh. Ráng, ráng, ráng. À không, không, từ thế năm hai được chưa? Bình tĩnh. Chưa bấm mà đâu chưa á? Quá. Thôi cũng phải chịu thôi. Dạ, dạ. Khổ ra anh chị thấy ở đây có một cái vết nào không? Không, có gì đâu. Cố lên. Mấy chịu đau không chị? Họ hỏi thật cô. Ai chở cô đến đây?
Thế lúc đi có mang theo quần dự phòng không? Không. Ai đây? Ai mà mang có giặt, có biết đâu có thể trên bàn. Thôi lần sau là phải mang theo quần dự phòng. Giờ đai trong quần gì? Đã không muốn nói ra. Đáng lên, cố lên nha con. À, đó xong thì, vậy, thấy nó đau thì là được. Chưa đầy một phút chưa, chưa biết được, từ từ. Cứ bình tĩnh. Đau quá ông thầy ơi. À, không, còn một đợt nữa thôi. Ông thầy có nổi luôn. Đáng cố gắng rồi. Các anh chị thấy là gì, cứ mỗi lần bật chưa bấm nó chạy sẵn rồi. Các anh chị thấy cái người bị tai biến đó là vậy đó. Lần cuối. Một tháng nữa. Rồi đủ rồi, xong. Xong rồi. Rồi. Đâu vậy? Rồi. Bây giờ mới thử xem. Cô xuống cái coi. Tự xuống. Ơ, à, cần gì? Cần gì mày đỡ? Tới luôn cô. À, khoan, chân bây giờ thế nào, tê nặng ra sao? Bớt cái tê nặng. Bớt cái tê nặng là hả? Cô thử giơ cao chân coi. Ui gì? Thế bây giờ muốn giơ cao hơn không? Chưa cao phải không? À vâng. Bấm lên. À này. Không, chân bây giờ mà tê nặng thì được bao nhiêu phần trăm rồi? Đỡ hơn cái lúc mà vào đây đó. Thì đương nhiên là đỡ hơn, nhưng mà cỡ bao nhiêu? Thang điểm là 100. 10 phần. Hơn nữa. Không, khoảng 30-40. Khoảng 30-40 thôi đó. Bây giờ phải tăng lên thôi. 30-40 thì chưa được đâu. Rồi, mời cô nằm xuống. Nam lại làm. Không, người khác làm. Anh làm cũng làm luôn đấy như của không, thầy. Không. Chiều khác chiều khác. Rồi, ai nhận ép gối với xây chân cho cô? Rồi, ai nhận ép gối xây chân cho cô đi. Không, nằm ngửa trước, ép gối trước. Rồi. Rồi ai có cái trái bóng ép gối vô cô. Rồi bây giờ qua tới bệnh nhân này. Rồi nãy giờ ai làm phần chân cho chú chưa? Khoan cái tay chú đưa lên này. Xong hết rồi đó. Chú đưa cái tay lên lại cho ông coi. Từ từ. Rồi đưa lên hết trở rồi. Wow. Lên chào luôn nha. Rồi các anh chị xem cái phần làm tay của chú này. Chú thấy cái tay của chú sao rồi? Đỡ lên. Đỡ hơn hả? Tay đưa cao lên hơn hả? Rồi nhẹ nhàng. Bây giờ còn thêm cái nữa là cái phần chân. Rồi. Chân là bơm máu xong hết rồi. Chân là bơm máu. Bây giờ bật ngũ bội cho chú. Ngũ bội tâm tinh cho chú. Đã ai ghép gối cho cô đi. Còn ghép gối dễ mà. Ai bật ngũ bội. Đó, đúng rồi đó. Thấy là chủ bật đúng nè. Thấy không? Cái người chữa bệnh, các anh chị thấy chú chữa bệnh mà mặt rất là hứng khởi không? Không, chú rất là vui vẻ khi mà là gì? Bệnh nhân của chú. Rồi. Chú có quen gì với ông này không? Nó là bạn. À, ông dẫn chú đến đúng không? Đó, hàng gì thấy bật có cái là muốn đạp luôn rồi. Thổi mồm các bạn hơn.
Rồi chú học này được bao lâu rồi? Chú 3 tuần á. Học được 3 tuần rồi hả? Cho nên là đưa ông bạn nhậu hồi đó đến là bám vào ông đúng không? Chú này đi. Rồi chú này đi. Trường hợp chú này sao rồi? Thôi hồi nãy giờ 10 tuổi nó làm không biết nó bơm gì nữa. Nghe nhỏ này nó làm này. Rồi bây giờ cái tay chú nó lại làm hết rồi. Có ai bật mũ bội tâm tinh tay cho chú này chưa? Mũ bội tâm tinh tay nãy đứa nào làm chưa? Bật mũ bội tâm tinh tay chưa? Bật mũ bội tâm tinh tay cho chú đi. Có bật chân không à? Rồi bật mũ bội tâm tinh tay cho chú đi. Ủa nãy giờ không chưa bật này cho chú nó qua. Biết biết cái chân mà sắp không? Thở ra thôi, chậm thôi, chậm thôi. Rồi. Ép hết cỡ vô. Rồi. Thở. Rồi. Chừng nào làm xong là chỉnh cái phần chân cho cô nữa nha. Rồi bật ngũ bội tâm tinh xong chưa chú? Rồi. Bật ngũ bội tâm tinh bên đó xong rồi đúng không? Rồi nhưng mà cái tội cái hình như chân đó chân không có liệt. Rồi bây giờ ngũ bội tâm tinh chân liệt là tôi thấy chưa có hiệu quả nè. Chú qua đây nè. Chú bật ngũ bội tâm tinh chân bên đây luôn nè. Hả? Tùy người bật à, coi dân chuyên nghiệp bật nè, 3 tuần là nó khác với 1 tuần nè đó, à, thấy chưa à, giòn uống hạ xuống rồi nè chú, đừng có dặn vậy, đây, chỉ ra chú để tay vậy nè à, vậy nè à. Đó. Đó. Đây. Để em bấm cho. Hả? Bật ngủ rồi. À, đau nghe chứ bộ không đau đâu. Vậy làm gì phải bẻ chân nè. Không phải, bẻ một phần là dẻo một phần nè, các anh chị thấy không? Ví dụ như là lên cái chân bên đây nè. Chân bên đây là cái chân không liền nha. Các anh chị khi mà tôi bẻ nè, các anh chị thấy mấy cái cơ nó chuyển động không? Không, cái cơ chuyển động nè à, gân cơ nó giật tùm lum hết. Còn cái chân bên bị liệt nè, tôi cầm tôi bẻ lên nè, các anh chị thấy không, cơ nó không chuyển động luôn. Có nghĩa là gân cơ nó bị liệt lâu ngày, máu huyết nó không có. Nhưng các anh chị bật ngũ bội tâm tinh á, phải làm sao cho cái gân cơ mà nó giật lại mới được thì nó mới thành công à. Đó, thấy không, cái gì thấy cái đường gân giật không đó, thấy không đó, cái đó, các anh chị phải bật làm sao cho gân cơ người ta phục hồi lại thì là gì người ta mới đi được chứ. Đấy chưa, chứ còn các anh chị mà bật mày dây nhẹ quá người ta đâu có cảm giác gì đâu. Rồi còn một đợt nữa chú, thấy không đó, không mới có ngủ bội à, còn tâm tình không đó. Rồi nãy giờ là mới có khởi động thôi nha chú, bắt đầu vô nè. Rồi à, rồi chú quay đi ha, bật tâm tinh gì để nè đó à, quay luôn cái phần, quay luôn cảm giác mặt trên luôn. Các anh chị phải chỉnh nha, chỉnh cái chân ta, chỉnh ta là cái này hả, các anh chị phải chỉnh cái chân ta. Rồi anh chị bật một à, các anh chị thấy không, hai à, chân giật ba à, bắt đầu cái cơ nó bắt đầu giật, nó hoạt động trở lại. 1 2 3 thôi chú dựa lưng vô ghế luôn đi, còn thấy chú giật còn thấy phê quá. 1 2 chưa chú chưa bấm, mình đừng đau trước. 3 à, cái gì nhớ nha, mình bấm mình phải để cho người ta xả rồi hết. 1 à, kỹ thuật tôi đâu gì đâu. 2 3 đầu chú che mất cái máy quay rồi. À,
à. Một nhưng mà ấy bật một ấy, nhưng mà chị phải chỉnh, thấy tôi chỉnh hai à. Giãn chân ra ba, thấy nó khác liền không, cứ giãn chân ra là khác liền nè. Ví dụ tôi để cái đầu gối hơi lên chút một à, bây giờ tôi giãn chân lại ra, giãn hết cỡ ra, bấm họ cứ thả lỏng đi đó, không chưa bấm thì giữa lưng vô đâu, giữa lưng vô đâu, giữa lưng nhìn nhìn. Rồi. Cái dân nhất là cái dân ngó út của chú này nha, nó nè chú sờ thử coi, không đừng có bấm, sờ thôi nè, ai vô sờ cái dân ngó út của chú, thấy cái dân cơ nó bị liệt á, nó bị rút á, thấy không, nó cứng nhắc luôn, các chị đâu cần phải tìm đâu, sờ con cái thấy liền, thấy không, nó bị nó bị liệt luôn. Tự nhiên kêu cho em sờ đi, sờ cái gì à, sờ cái đó là sờ cái gì, vô sờ chân bệnh nhân rồi vô thử, thấy không đó, rồi từ từ chút, rồi đợt hai bả nào cả thầy cố lên đó, cho anh chị thấy nè, dân cơ ở đâu nổi lên lại nè, thấy không, thấy không, bắt đầu cái cơ nó hoạt động lại nè. À, thì cứ cơ người ta rút một cái nhã. Hồi nữa tôi chỉ cho cái đầu gối của chú này nha. Cái đầu gối của chú này học cái bài mà liệt khớp gối là cực hay luôn nè. Không, 8 cái bí huyền nè. Cái gì thấy rõ không? Cái gì thấy rõ hai bên không? À, bên này nó sưng lên rồi không? Cái gân đây tôi liệt nè. Rồi lát nữa tôi chỉ cho. Còn đợt nữa. Xong rồi chú à, các anh chị thấy lúc mà tôi bật nhìn cái mặt nè, có nhiều người vẫn nghĩ chú này bị liệt bên mặt bên trái, nhưng các anh chị nhìn nha à, các anh chị thấy bên này giật lên không, là mặt bên đây, là mặt bên đây vẫn chuyển động được, mặt bên kia không chuyển động, cho nên tôi mới nói là chú bị liệt mặt bên phải. Rồi, đây là khớp gối. Các anh chị thấy cái khớp gối nó có 8 cái bí huyền ha. Đây là bí huyền 1 ha. Nhưng mà thôi kệ, bí huyền nào cũng quốc hết luôn ha. Ở đây các anh chị thấy, nhất là cái bên bí huyền bên đây nè, cái gân đây nó bị nổi lên, các anh chị thấy không ha. Lát nữa ai làm cái bài khớp gối, chú nhớ phần chú ép gối chưa? Chưa ép gối đúng không? Phải cho chú ép gối xây chân, rồi làm giãn 8 cái bí huyền này ra nha. Tám cái bí huyền nó bị ấy lắm. Các anh chị sờ thử hai bên gối của chú, các anh chị sẽ thấy là hai cái sự khác biệt. Các anh chị nhìn thôi là các anh chị đã thấy nó khác hay không? Thấy không? Này vẫn chuyển động này nè. Nó không chuyển động được thì các anh chị phải chích nó lại. Rồi. Giờ chú thử đứng dậy đi lại coi. Bây giờ toàn là già già bắt tay đến đâu có phê đâu. Rồi yên tâm thôi, chị chuyển đầu để nghe chú, yên tâm. Bà nào trẻ bấm đâu áp phê đâu. Rồi nhấc chân cao lên chú. Rồi ok, bước tới. Nhấc lên. Rồi bước tới. Rồi nhấc lên. Rồi quay người lại. Rồi giơ chân lên. Nhấc cao lên. Rồi, nhấc cao lên. Rồi, ha, cái gối nó mềm ra được, được chút rồi đó. Nhưng mà vẫn còn nha, chú là bị sệ cái khớp vai rất là rõ. Về phải mua cái đai mà đeo. Rồi, chú ra đây nằm luôn chú. Mà nãy giờ chú thấy sao rồi? Dạ. Cứng nó đỡ hơn. À, cái bên cứng nó đỡ hơn rồi phải không? Rồi, ok. Rồi. Cho chú nằm đi luôn. Rồi. Rồi, ông bạn nhậu ép gối cho chú luôn. Rồi, bây giờ tới chú. Chú này nãy giờ có để chú bơm phơ. Tranh thủ lấy luôn số điện thoại nữa. Rồi thôi tránh ra. Bởi vì con nói chú rồi. Mặc dù á là thời xưa của mình anh liệt, mình mất cái anh rồi,
còn cái lẹt thôi. Tuy nhiên cái sức hấp dẫn từ xưa giờ mình là không cách nào mà nó bay đi được hết á, thấy chưa? Mới có ngồi chút xíu là bị bả mấy bả xin số điện thoại rồi. À. À. Ai ai giữ được cái máy quay? Quay. À, quay. Quay. Bấm rồi. Ai bấm? Rồi chị bấm. Nghĩ bấm hai bấm hai bên rồi đó. Bấm một chữ. Bấm một chữ. Chú này là chú có luyện. Các anh chị nhìn này, chú này là chú có luyện tập nha. Chú có luyện tập cho nên rất là chắc, cho nên thả lỏng. Lấy cái tay chị nhìn nè, cơ bắp của chú nè. Hai bên này bên không liệt. À, bên kia bên liệt nè. Đúng nha. Đờ luôn. Đờ gọng luôn. Này ra ra buông ra rồi. Ai bật bộ gọi tâm tình đi chú. Bật rồi à. Chú thấy sao? Chắc thầy phải bật lại. Thầy bật lại đi, thầy lại cho nó chắc lên thầy. Chân vẫn là đau. Kéo vẫn còn có cảm giác nữa. Nhưng mà mới nãy cổ bật được vậy không? Hay nhẹ hơn. Nhẹ hơn chưa? Cái chị bật phải làm sao cái chân nãy chú nãy ha, nãy cô này bật chú không có giật cái chân nó đâu. Đó chú ghi ra có cảm giác thôi, có cảm giác thôi, tay mà nó không sao mạnh bằng chân. Nhưng mà là chưa chưa tại lúc đó đang lo canh số điện thoại. Các anh chị phải bật làm sao cho chân người ta bị giật lên được nha. Các anh chị phải tìm được cái đường gân chứ không có gì ghê gớm. Kỹ thuật này không có gì ghê gớm. Các anh chị phải tìm được cái sợi gân, ấn vô, bật. Tìm sợi gân. Nè thấy tôi đang tìm ha. Tìm đúng sợi gân, ấn vô, bật. Chú cười. Chú ông nói nhìn mặt thầy dễ thương quá. Nhìn chị muốn đạp gái. Chú chỉ mặt cười thôi. Rồi ok. Thả lỏng ra. Chị băng nó có gì chân chị. Nói chân ha. Cái tay không gối đi được chưa, kéo vô rồi còn đờn nữa chú. Sao bữa nay mới thấy cái anh chị thấy bấm rồi sao? Cái anh chị phải quan sát cái gân cơ của tay nha, chứ mà è cổ ra bấm mà không có nhìn gì hết nè. Không, đầu tiên phải luôn luôn dùng cái tay tìm đúng được cái sợi gân, ấn vô. Các anh chị thấy không, tôi chưa bật lại chân người ta đi giật rồi, bấm cái nè à, cho nên là tìm đúng sợi gân, ấn vô giữ cái, nó có nghĩa là mình tìm được cái sợi gân nè. Giờ tôi thử tìm bên cạnh nè, thấy không? Không được, ấn đúng sợi gân, bấm. Cái miếng quý nó có gì đâu, tìm gân nè. Đầu tiên các anh chị thấy tay lần tôi tìm được cái sợi gân, cho đó là gì? Ấn vô, bật, ấn bật, ấn bật rồi xong. Nghe không? Ấn cái lưỡi lè luôn rồi đó. Ấn vô mà bật còn. Rồi, cho vô đứng dậy đi thử. Trời ơi, quay gì mà cầm vậy? Ok. Thấy cái chân sao chú? Thấy nó nhẹ hơi nhiều lắm. Nhẹ nhiều hả? À? Nhẹ rất nhiều mà thoải mái. Rồi nhẹ nhiều thoải mái ha. Rồi chú thử nhấc chân lên thử coi coi chứ cái chân chú tới chỗ nào. Cao nữa. Cao nữa. Ngon lắm. Lâu ghê. Rồi. Bây giờ mời chú nằm xuống. Rồi. Cô áo bông. Trời ơi, chữa liệt sao ngồi ngồi nói chuyện tà lè luôn rồi. Quay chân rồi. Em gối rồi, quay chân rồi, đứng dậy thử. Ai làm cho cô? Chị nói là thầy kêu bật cái gì, dây chằng gì ở bẹn chứ? À, dây chằng bẹn, cô có bị khớp háng đâu, bật dây chằng không bị khớp háng mà.
phải. Thôi đứng lên đi xem nào. Dã không phải đi, đứng lên, cô đứng được không? Rồi, mời chú nằm xuống. Rồi. Chú nằm đi con đều đào đẹp chưa? Bởi vì tôi mới đều. Rồi. Cô, đào đẹp, vô. Kể miễn đẹp là được. Đâu? Cô nói đỡ hơn nhiều mà. Khoan, bây giờ sao rồi? Mới nãy là được 30-40%, mà bây giờ được bao nhiêu phần trăm nữa rồi? 50%. Lên được 50% rồi. Bây giờ cuối ngày thì làm cho dùng cho đỡ quá. Đó, bây giờ mới có làm lần đầu là giảm 50%. Lỡ ngày mai làm là giảm luôn 100% sao? Đúng không? Rồi, tạ thầy. Gì đâu. Không. Để hồi nữa chỉ cho cô một cái cách chữa ngon bổ rẻ đó là gì. Người nhà mình đi học một cái khóa học 2.7 triệu. Ha. Cái cách mà chúng ta đi học về tự chữa là cái cách chữa tiết kiệm nhất. Rồi, cô thử quay lại đi phía sau. Đúng rồi. Mới nãy cô bị cứng cái gối, giờ cô thử giơ cái gối lên coi. Rồi, cô quay lại ơi. Rồi, cô thử đứng đứng yên tại chỗ. Rồi, cô nhấc chân cao lên. Nhấc chân cao lên. Dạ vâng, tay biết. Quay, cao nữa, quay, lên hết cả luôn, ok. Ai biết, thấy cao nhiều hơn lúc nãy. Cao nhiều hơn lúc nãy. Mà quan trọng là cô hay bị tê nặng chân, mà bây giờ cô thấy chân mình sao? Nó bớt cái tê đặc, nhưng mà nó không được bớt được nhiều, tức là muốn bớt nhiều đi cho nó đỡ. Cô muốn chữa một phát hết luôn đúng không? Không làm sao. Từ từ. Bây giờ cô phải về. Rồi có người nhà làm hoặc những cái bài nãy giờ cô làm á, hoặc cô lên mạng cô coi. Rồi xong sau đó cô lấy một cái cặp đá nữa. Cô sẽ lấy một cái cặp đá về, cô chườm thêm cái vùng gan là 1 nè, cái vùng động mạch cảnh của cô là 2 nè. Là mình để vào rảo đây bằng. Không, sau khi mà chườm cái gan nó còn ấm ấm á, mình mới để lên thêm 2 cái vùng động mạch cảnh. Để một ngày mấy lần là thầy? Chườm một ngày mấy lần? Tối trước khi đi ngủ trường là được. Cái động mạch cảnh bên trái cô vẫn còn yếu lắm nha. Thầy 2 ngày thì cho làm lần đi. Được không thầy? Dạ. 2 ngày đến đây làm. Ở đây thì không có làm, mà ở đây là dạy để cho các học viên về chúng ta tự làm. Rồi cô ngồi đi ạ. Số trường hợp này khi đến đây thì làm cho mỗi người 2 ngày lần đi. Có rồi. Đi có mỗi ngày. Cô bệnh cũng có con gái để đi học rồi. Rồi riêng 2 trường hợp này các anh chị chỉnh cho tôi phần khớp háng nữa nha. Cho khi các anh chị ép gối đi, tôi chỉnh chỉ cho cách chỉnh khớp háng với khớp gối. Cái này mới có dây chằng không? Rồi, mình phải nhờ bệnh nhân kéo phụ mình nữa. Kéo rồi. Rồi, thả ra. Thấy không? Bệnh nhân ngay lập tức là gì, nắm tay người chữa gì rất là chiều mến. Đó, cái chị thấy là càng kéo là cái chân nó càng sát. Thì tại sao người ta, cái người liệt người ta nhấc chân không được là vì vậy. Trời ơi, thấy cổ kêu đưa cho con, đưa cái gối, tưởng đâu là đưa cho bệnh nhân nằm, hóa ra để bả lót gối. Thiệt là có lòng. Phải sợ đồ gối nó. Thấy chú không? Một mình là hai cô hầu hạ đó.
Ok, một trường hợp này, mấy trường hợp này là đang thầy, là thầy cứu đi thầy. Thầy cứu đi thầy. À, này là hiệu quả nhất với thầy. Trường hợp này là có bốn miễn nhanh. Cho nên là máu lên rần rần hết rồi. Rồi, sắp lại rồi. Bây giờ cho nằm sắp lại. Bây giờ chỉnh cái phần chỉnh thêm cái gần xây chân nữa, đúng rồi. Cho nằm lại. Nằm sắp lại. Ép hai gối không? Ép hai gối không? Quay chân rồi. Ép hai gối đi. Rồi, thả ra. Rồi, kéo vô. Chú này là chơi tennis xong tắm xối nước lạnh lên đầu liền. À đó. Rồi, còn chú. À, ép gối xong rồi giờ xoay chân. Xoay chân đầu luôn á. Xoay cho nằm sấp, nằm sấp xoay chân đầu. Nằm sấp xoay chân luôn à. Rồi, chú ngồi dậy thử coi. Xoay xoay người. Chú tự ngồi dậy được không? Dạ, ngon ta. Rồi. Rồi chú chống tay ngồi dậy luôn. Trường hợp này rất là cảm động thầy. Hai ông bạn nhậu với nhau, ông này đi học xong rủ ông bạn nhậu đi chữa. À, chi này là chữa xong rồi về đi nhậu tiếp. Wow, ngon lành. Rồi bây giờ chú thử đi đến cuối lớp rồi quay lại coi. Vừa đi vừa nhấc chân cao lên. Rồi hồi nữa chỉnh cái chân là cái quần nó hơi bị vướng, kéo quần lên chút. Rồi quay lại thử. Rồi bây giờ đứng tại chỗ nhấc chân lên coi, nhấc cái chân mà bị liệt, nhấc cao lên, cao nữa lên. Wow, kim kê độc lập luôn, dàn hai cảnh ra luôn đi chàng. Các anh chị thấy cái chân của chú là đưa được lên rất là cao á. Hồi đầu là chú đi cái chân đưa cái đoạn phim ban đầu á là chưa có được. Rồi bây giờ chú thấy sao rồi? Thấy sao rồi? Dạ thì mình đâu có biết đi, tức là đỡ thân cao có nâng cao mà nó không, nó vẫn nặng, nó vẫn còn có chưa có có thông được, đúng không? Rồi của anh nó có tí nặng như tê không? Dạ nặng như tê không có tê nhưng mà nặng. Đưa về lên ngồi lên. Rồi anh phụ đưa lên để thầy đứt chân thì châu làm. Thầy làm một cái là nhẹ liền luôn. Rồi các anh chị xem kỹ thuật của thầy. Thầy bấm một cái. Đã. Các anh chị thấy ha, thầy thả lỏng chân cho bệnh nhân xong sau đó thầy bật cái thầy buông ra. Đó, cái chân nó bị giật lên được vậy á, từ từ đó. Anh cứ đừng có kèm cứ cho nó rung đó mà. Dạ đó. Láng đau đi. Chú bị lâu năm á thầy. Nữ à. 3 năm rồi. 3 năm. Hồi đầu chú kêu 33 năm. Các
gì thấy thầy bấm vừa quan sát chân cơ bệnh nhân ha. Chứ không phải là mình cứ bấm là mình cứ hè cổ là mình nhìn ngũ bộ tâm kinh không đâu. Co mình lên đi, co mình dựng lên. Co mình lên, mạnh lên đó. Cho ra bật gân gốc chân asin ha. Ok, rồi. Rồi. Buông đi mình nha. Đi dở co đi tập cái đi nhé. Tập đi là co trên cao lên nè, tập đi nè. Tập đi cho nó quen. Rồi, chú áo caro. Đó, xịt ra coi. Nhấc chân cao lên. Cao nữa. Đó. Cái sủi trên dở cao lên. Đó, vậy nó tập vậy đó, đúng rồi. Mình phải tập đi nha, đúng rồi. Rồi đứng yên chỗ. Rồi co chân lên cao, co chân lên. Co mạnh lên. Đó, cái gì vậy? Cái này đó, cái này là bóng thường xuyên. Và chịu khó tập luyện đi, đứng là chịu ok. Rồi, thầy được thầy bấm xong rồi chú thấy sao? Bây giờ là anh nhẹ luôn. Thầy bấm á nha. Nhưng ngày mai rồi sao? Ngày mai hả? Ngày mai rồi tiếp tục có ông bạn nhậu. Ở nhà hay chừng nào á. Chưa biết gì đâu. Thầy ơi, ba trường hợp này là lần đầu tiên tới đây, bữa nay chữa bệnh. Cho nên là xong cái là bây giờ ở đâu thầy nói với mọi người cái cách để chườm đá được để rồi, chườm. Rồi, hướng dẫn vậy được. Thôi được rồi, hướng dẫn ông này đó cũng được. Hướng dẫn cái cách. Rồi, mọi người ngồi đi. Rồi, giờ tất cả các anh chị ngồi, khoan, phỏng vấn chú đã. Rồi, sau khi làm xong hết rồi, chú thấy sao? Trước khi rất là khỏe người. Rất là khỏe người ha. Rồi, chân cẳng giờ sao rồi? Dạ, nó như cái này chồm đá dễ chồm đi mai sáng rồi bây giờ tất cả anh chị ngồi xuống đi, tôi sẽ hướng dẫn cho cách chườm đá để chúng ta giữ được cái bệnh này nó không bị tái nữa. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.